Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Món Chay Mỗi Ngày. Hôm nay em vào bếp chia sẻ với cả nhà một món bánh dân gian và rất đặc trưng của người miền Tây. Và món ăn này gắn liền với tuổi thơ của bao thế hệ 8X nè. Đó là món bánh nắng lá mít. Bánh sau khi hoàn thành có độ mềm dẻo nè và dai dai nữa, chấm kèm với lại nước cốt dừa xanh xánh ha và thơm hành lá nữa, rất là ngon luôn cả nhà ơi. Bây giờ thì em xin mời cả nhà mình cùng em vào bếp nha. Để có được cái màu sắc đẹp thì đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị màu nha cả nhà. Ở đây em có là khoảng một nhúm tay hoa đậu biếc khô nè và hai cái quả dành dành. Quả dành dành này có tên khác nữa là kỳ tử. Kỳ tử chứ không phải là kỷ tử nha cả nhà. Thì cả nhà mình vào cái tiệm thuốc bắc đó, mình nói là mình mua cái quả dành dành hoặc là bột dành dành thì người ta có bán nha. Cái quả dành dành này nè, thì bây giờ em sẽ cho nó vào một cái túi ni lông và em sẽ giã nhuyễn nó ra nha cả nhà. Nếu như mà cả nhà mình mua cái bột dành dành á, thì mình không có cần giã giống như của em á. Mình đổ vào nước sôi rồi mình lấy màu luôn à. Còn nếu như mà cả nhà mình không mua được nữa thì mình có thể thay thế bằng cái nhụy hoa nghệ tây đó cả nhà, hoặc là cái bột nghệ đều được ha. Tuy nhiên thì cái bột nghệ thì nó nghe cái mùi nghệ nha cả nhà, còn cái màu của dành dành này thì mình không có nghe cái mùi ha. Bây giờ thì em sẽ cho vào cái tô dành dành này là 125ml nước sôi nha cả nhà. Tương đương cái hoa đậu biếc thì em cũng sẽ cho vào đây là 125ml nước sôi luôn. Vậy tổng cộng hai cái màu này là 250ml nước sôi ha. Bây giờ thì mình đậy nắp lại, mình chờ tầm khoảng là 30 phút ha. Thì cái hoa đậu biếc và cái dành dành này nó sẽ ra màu nha cả nhà. Sau 30 phút thì cái phần này của mình nó đã ra màu như thế này rồi nè. Bây giờ thì em sẽ lọc bỏ đi cái phần xác nha cả nhà, và mình chỉ giữ lại lấy cái phần nước thôi ha. Cái bánh nắng lá mít mà trong ký ức tuổi thơ của em đó thì nó sẽ không có màu sắc như thế này đâu nha cả nhà. Nó chỉ là một cái màu trắng của bột đơn thuần thôi. Thì nếu như mà cả nhà mình làm ăn ở nhà thì không có cần làm màu mè như thế này đâu nha. Tại vì em điệu điệu, em thích màu mè cho nên em làm vậy thôi. Nó hơi mất thời gian thêm một chút xíu với cái phần mà mình làm màu đó. Bây giờ thì em thấy đa phần người ta không có làm bánh nắng lá mít theo cái kiểu truyền thống giống như em nữa, mà người ta xay cái lá mơ ra rồi người ta làm thành một cái màu đen của cái lá mơ đó cả nhà. Nhưng mà em ăn bánh bây giờ em không có thích bằng ngày xưa cả nhà ơi, cho nên là tự nhiên cái cảm thấy rất là muốn ăn cái món bánh ngày xưa, cho nên là bây giờ em làm ăn rồi sẵn em chia sẻ với cả nhà luôn. Sau khi mà lọc màu xong đó thì em phát hiện một cái điều rất là thú vị. Đây em cho cả nhà xem nè, cái hoa đậu biếc mà mình hòa chung với lại cái dành dành đó cả nhà, nó sẽ ra được cái màu xanh lá rất là đẹp như thế này nè. Đây em lọc ra cho cả nhà xem nha. Đó, em không có thử cái vị nó như thế nào nữa, nhưng đại khái là mình chỉ thấy ra được cái màu xanh như vậy thôi, nhưng mà em không có sử dụng. Và bây giờ là cái phần pha bột nha cả nhà. Ở đây em có là 200g bột gạo nè. Đó, rồi 75g bột năng và 25g bột nếp. Làm cái bánh này mà mình pha thêm bột nếp đó cả nhà, sau khi mà mình hấp cái bánh để nguội rồi, cái bánh rất là mềm dẻo, nó không có bị cứng lại nha. Về phần nước cốt dừa thì ở đây em có là một ít hành lá nè, rồi một muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê muối. Muối này em sử dụng muối nhuyễn nha cả nhà, muối tinh đó. Rồi tiếp theo thì em sử dụng ở đây là 250ml nước cốt dừa. Em sử dụng nước cốt dừa lon nha. Và một muỗng canh bột bắp. Cả nhà mình cũng có thể hòa bột mà bột năng với bột gạo cũng được ha. Và không thể thiếu đó là lá mít. Cả nhà có thể thay thế lá mít bằng lá chuối hoặc là lá dừa đều được nha. Lá mít sau khi mà mình hái vào đó thì mình đem rửa lại sạch với nước, sau đó thì mình dùng cái khăn mình lau cho nó ráo như thế này nè cả nhà. Thì mình sẽ được cái phần lá mít như thế này ha. Thì cả nhà chuẩn bị cho em tầm khoảng 30 lá là được rồi nha, so với số lượng bột mà mình đã chuẩn bị ha. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào mình pha bột nha cả nhà. Em cho 200g bột gạo vào đây nè. Bột gạo cả nhà nên mua cái loại mà nó mịn như thế này nè, thì mình sẽ dễ sử dụng hơn ha. Tiếp theo thì cho luôn bột năng và bột nếp vào đây. Rồi, cái bước này thì nó cũng hơi quan trọng nha cả nhà. Mình sẽ trộn thật là đều nó lên nha.
Bột sau khi đã trộn thật là đều rồi thì em sẽ chia đôi nó ra nha cả nhà. Lý do chia đôi là do mình làm hai màu đó. Nếu như mà cả nhà mình làm một màu thì mình không có cần phải trộn kỹ giống như của em và cũng không có cần chia đôi ra ha. Bây giờ thì em sẽ cho vào tô bên này là cái bột quả dành dành trước nha cả nhà. Đó thì tùy vào cái bột của mình sử dụng nó nở nhiều hay nở ít mà mình cho cái nước vào từ từ để mình nhồi nha cả nhà. Chứ cả nhà đừng có cho một lượt ha, lỡ mà cái bột nó nở ít mà mình cho hết cái lượng nước đó thì nó bị nhão á cả nhà. Thì mình phải thêm bột nữa, nó rất là khó. Bây giờ thì em sẽ dùng tay em nhào cái khối bột này để cho nó thành một cái khối dẻo mịn nha cả nhà. Nó sau khi mà cả nhà nhồi xong đó thì nó sẽ cái bột của mình nó không quá nhão và nó không có quá khô là được nha. Đây cái phần bột của mình nó như thế này nè cả nhà. Đó. Như vậy là được rồi ha. Bây giờ thì mình sẽ lấy cái nắp mình đậy lại nha cả nhà. Mình sẽ để cho cái phần bột này á, nó nghỉ ngơi tầm khoảng 10 phút ha, để cho cái bột nó nở đều ra đó. Tiếp theo cái phần bột còn lại thì mình sẽ làm cũng tương tự như cái màu vàng nha cả nhà. Thì mình sẽ làm cái hoa đậu biếc ha. Đó thì mình cũng cho cái phần nước vào từ từ như thế này nè. Nếu như mà cả nhà mình thấy nó hơi lỏng á, thì mình thêm một chút xíu bột. Còn nếu như mà mình thấy nó hơi hơi khô á, thì mình có thể cho thêm một tí nước vào đây nữa ha. Thì cứ như vậy đó, mình cứ trộn đều nó lên. Nếu như mà cả nhà mình ở nhà mà có cái máy đánh bột á, thì mình dùng cái máy đánh bột thì nó sẽ tiện lợi hơn ha. Do là mình không có máy đánh bột nên mình phải sử dụng tay mình mới nhồi được cái phần bột này nha cả nhà. Nếu mà đeo bao tay vào thì nó rất là khó làm, nó sẽ bị dính bao tay ha. Cho nên là trước khi mình pha làm cái bột này thì cả nhà mình cần phải rửa tay thật là sạch sẽ nha. Rồi bây giờ thì em cũng sẽ lấy cái nắp đậy lại và mình cũng sẽ để cho cái cục bột này nó nghỉ tầm khoảng 10 phút nha cả nhà. Trong khi chờ đợi cái phần bột nó nghỉ thì mình sẽ đi làm cái phần cúc dừa nha. Em sẽ cho vào chảo là 250ml nước cúc dừa, sử dụng ở đây là nước cúc dừa lon nha cả nhà. Tiếp theo thì em sẽ cho vào đây là 60ml nước lọc nha. Đó, em sử dụng cái ly nước cúc dừa nãy mình đông nước luôn nè. Tiếp theo thì em sẽ cho vào đây là một muỗng canh bột bắp. Rồi em cho luôn một muỗng canh đường và nửa muỗng cà phê muối. Đó, bây giờ thì mình sẽ quậy cho cái bột nó tan thật là đều rồi mình hả mở bếp lên nha cả nhà. Đó, bây giờ thì cái bột nó đã tan đều rồi nè. Bây giờ thì em sẽ mở bếp lên và mình nấu với lửa nhỏ vừa ha. Đến khi nào cái nồi cúc dừa mình nó sôi lên là được nha. Đó, bây giờ thì nồi cúc dừa của mình nó đã sôi lên rồi nè. Thì tùy vào cả nhà thích ăn cái độ sánh nhiều hay sánh ít mà mình có thể gia giảm lại cái lượng bột nha cả nhà. Bây giờ thì em sẽ cho luôn cái phần hành lá vào đây nè. Đó, đặc trưng của cái món ăn này là nước cúc dừa có hành lá nha cả nhà. Thì tùy vào cái khẩu vị mặn ngọt của gia đình mình mà cả nhà mình cũng gia giảm lại cái lượng đường và lượng muối nha. Phần nước cốt dừa đã xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ quay qua, mình bắt một cái nồi nước. Đợi cho nồi nước sôi thì mình sẽ đi hấp bánh nha cả nhà. Rồi trong khi mà chờ đợi cái nồi nước sôi lên thì mình sẽ đi nắn bánh ha, nắn cái bột vào cái lá mít đó.
Đó, cái lá mít thì mình sẽ nắn cái phần bột lên cái mặt sau của lá mít nha cả nhà. Cái mặt mà nó nhám á, đừng cả nhà đừng có nắn vào cái mặt bóng nha, tại vì cái mặt bóng á, bột nó sẽ dễ bị chảy hơn á. Thì cái bánh này nè cả nhà, nắn tùy vào sở thích của gia đình mình ha. Thích nắn dày hay là nắn mỏng thì tùy mình, nhưng mà nếu như mà dày quá thì nó hơi khó ăn nha cả nhà. Mỏng quá thì nó cũng không có được ngon nữa. Cái này là em nắn rất là vừa luôn nè. Bây giờ thì mình chỉ cần gài cái lá mít như thế này nè cả nhà. Đó, như vậy là xong rồi đó. Mình sẽ để nó sang một bên nha, và mình làm cái bánh kế tiếp ha. Cứ như vậy mà cả nhà mình nắn đến hết cái phần bột nha. Cái phần nhào bột đó cả nhà, do là mình có sử dụng bột nếp cho nên là mình không có cần phải nhào bột bằng nước sôi. Còn nếu như mà cả nhà mình sử dụng cái bột năng và bột gạo không thì mình cần phải nhào bột bằng nước sôi nha cả nhà. Đó, nếu như mà mình không có nhào bột bằng nước sôi á thì sau khi mà hấp bánh ra thì cái bánh để nguội nó sẽ bị cứng nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ quay sang cái nồi nước nè cả nhà. Cái nồi nước bây giờ thì nó đã sôi rồi nè. Đó, bây giờ em sẽ cho cái rổ inox lên đây và mình hấp bánh nha cả nhà. Bánh thì nãy giờ mình đã nắn được mấy cái rồi, bây giờ mình sẽ cho vào đây mình hấp ha. Thì cả nhà mình cứ vừa hấp vừa nắn bánh như thế này nè, thì sẽ giúp cái bột của mình nó không có bị khô nha cả nhà. Đó, thì cả nhà mình sẽ cho bánh vào và mình sẽ hấp với lửa trung bình ha, trong vòng 15 phút nha. Còn nếu như mà cả nhà mình không canh thời gian thì mình cứ xem cái bột á, khi nào nó trong là nó chín nha cả nhà. Sau 15 phút thì cái bánh của mình nó đã chín rồi nè cả nhà. Đó, bây giờ thì cái phần bột nó rất là trong ha, và màu nó lên cũng rất là đẹp nè. Đó, bây giờ thì mình sẽ lấy cái bánh ra và mình tiếp tục mình hấp cái mẻ kế tiếp luôn nha. Và đây là mẻ thứ hai nè cả nhà. Wow, cái màu tím của hoa đậu biếc lên rất là đẹp cả nhà ơi. Cứ như vậy mà cả nhà vừa nắn bột vừa hấp cho đến khi nào hết cái phần bột mình có nha. Bánh của mình á, hấp xong rồi em để ra dĩa nó đã nguội rồi nè cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ lột bánh và mình đem trang trí nha. Đây, cho cả nhà xem một cái màu tím rất là đẹp. Đó, em thì điệu điệu cho nó có màu sắc vậy thôi, chứ thật ra mình làm trắng ra mình ăn cũng rất là ngon, cũng giống như vậy nè. Do mình có để bột nếp đó cả nhà, sau khi mà bánh nó nguội rồi á, nó vẫn giữ được cái độ mềm dẻo và dai dai rất là ngon luôn. Cả nhà thấy những cái gân lá mít nó in sâu vào cái bánh của mình không? Đó là trong một những cái lý do mà em nói với cả nhà là nên nắn cái phần bột vào cái phần vào cái mặt trái của lá mít là vậy đó cả nhà. Sau khi cái bánh mình làm ra nó sẽ đẹp hơn ha. Bây giờ thì em sẽ cuộn nó lại như thế này nè. Đó. Và đây cái màu vàng nè cả nhà, cũng rất là đẹp luôn nè. Sau khi mà lột bánh xong rồi thì mình cho vào dĩa và mình chan nước cốt dừa lên là mình ăn thôi đó cả nhà. Đây là một cái món ăn tuổi thơ không thể nào quên được trong ký ức của em luôn nè. Nó lâu lâu thì cứ nhớ lại và cứ thích muốn ăn đó cả nhà, cho nên là muốn ăn phải lăn vào bếp thôi, chứ bây giờ đâu có ai làm cho ăn nữa. Như vậy là em đã vừa chia sẻ xong cái cách làm bánh nắn lá mít miền Tây. Đó, theo kiểu của
kênh món chay mỗi ngày ha. Màu sắc rất là độc lạ luôn nè, không có đụng hàng với ai luôn. Em xin cảm ơn cả nhà nãy giờ đã bỏ thời gian xem hết video này của em nha. Và nếu như mà cả nhà mình thấy yêu thích kênh thì hãy bấm like, bấm chia sẻ và bấm vào nút đăng ký ủng hộ kênh giúp em với nha. Và cả nhà đừng quên bấm vào cái chuông để là người đầu tiên nhận được thông báo khi mà em ra video mới nhất ha. Bây giờ thì em xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà vào video tiếp theo. Bye bye.